Chào các bạn, rất vui lắm nha. Mình là Duy. Mình là Hải. Nay đang được làm sầu riêng chiên. Mấy bạn có từng thử sầu riêng chiên chưa? Mày hứa chưa? Mày hứa chưa? Duy nói không? Trời ơi. À, đủ mà mày ơi. Mày đừng có nói không biết. Hai chín từng em. Nó dài nha. Ừ mà. Ô, này. Tay to bưởi. Thằng này làm trứng. Trứng vữa. Bò tay vô bóc ra. Nè. Thôi riêng này không ạ? À? Không. Khuấy quá. Này làm cái này nào thôi. Cứ tí sau. Bóc lô, bao tay vô. Thử quá này. Mày không? Móc. Không móc gì không? Móc từ từ không? Móc thì đó ai cho mày móc nữa? Mình thấy thương mày. Nè. Nè. Má, xong rồi tìm ổ xanh. Từ từ. Mình lấy các bạn. Mời các bạn đi nhé. Ăn đi. Nè. Tù, ra nhiều. Nghe nói đi, nó ngu lắm. Nó to cái đầu rồi, nó quay lỡ rồi, quên ha. Quên không biết gì không? Nhớ được rồi. Nói. Giờ mình nảy không mình dễ đâu. Bây giờ mình cạo, mình lấy khuôn ra lấy. Bụi nhuộm không khích. Đây à? Hả? Đây hồi à? Nhất là mày á. Lấy hồi ba kim. Ừ, mình không khích. Mày lấy cái muỗng. Mắt cạo lâu dưới. Bóp đại dưới. Đồ lem. Có mấy mũi lem lắm mày. Mũi lem. Tới quá bóp lắm. Thì nó bị quay phim rồi. Bóp luôn. Bóp không? Cái này không. Đúng không? Dơ. Đụng mày nhìn nguyên muối đeo lên góp ra giờ đang cực kỳ lụi mày. Muối đẹp đúng không? Hả? Muối đẹp đúng không? Góp ra đi lại. Bóp rồi mày tức mẹ luôn. Nhìn tức quá em đâu quá chết luôn. Dạ em nhìn ra. Nhìn ra nghe. Đồ. Đừng góp ra rồi. Đi động tu à? Cái đoạn chế tàu tô. Như thế thấy giỏi ghê. Giờ này em chào anh. Đừng có thấy thôi. Heo. Heo yeah. Còn đây nó làm, nó không lo là. Nó lo nó muốn, nó mất cái gì. Tao. Ai. Bỏ tôi ra đồ. Cái gà tôm cứt rồi mày ơi. Mày lấy cái mụn của tao đó. Đây là cái mụn của. Lấy mụn ra cái mạnh. Mày thằng này mạnh mà đi chậm chạp với mày đi. Mà yêu lắm. Đụng cái mụn qua đây cái giá. Ở đây cái giá của mình. Ở cái mụn. Cái mụn mũi. Đâu. Cái mini.
Đúng. Gọi là mấy em hàng lép mà mấy em lép mà hàng ngon á. cái này nó lép nhưng mà nó nhiều thịt nha em. Bổ lép mà hàng ngon. Bóp luôn đi nha. Có gì cũng có mày. Nói gì biết bao nhiêu thức rồi. Nó làm bản quyền đó. Điện thằng nghĩ ra clip rồi mất cục tướng vàng hay hộ hay lộ. Chắc là chưa đủ mấy ông cái này thấy mà mẹ luôn. Biết mà, chỉ có ông Đức nó bị chửi rồi. Này tao biết, tao tôi tao mới nói á. Chút xì không, chút xì xong rồi mô mặt nhau này, cái này mới vui nè. Chút xì lý. Này cái này. Có ông Đức nói cho tao nói, chút xì, chút xì. Thôi tôi mà, cắt mà. Chút xì, chút xì. Mày đi hôi mặt nhau tố hài đi cha. Nó hôi rồi, nó hôi rồi, nó hôi rồi. Ủa mặt. Giỡn ai? Bước chung qua tay này nè. Có tay mình tháo ngược rồi. Quay sát lại không biết. Mẹ tôi sợ biên không? Cái này nó cái tướng. Cái tướng của anh cho biết ơi. Con này nó hại cái gì? Con miếng ngủ vào đi, nó ngọt quá. Cái gì vậy? À. Không. Kệ làm luôn. Gấp sao? Gấp giống như chim không? Mày quay chỗ đó thì ông nào thấy đâu mà. Mày quay sát lại đúng đích. Nó không biết full ở giữa mà. Từng này rồi á. Từng này rồi chưa? Thấy nhiều hơn. Quên. Thằng này phải dạy nó quay phim lại nữa kìa. Thằng này nó chưa học hết mà. Thằng này mà đi với ông anh tao mà đi đéo bây giờ đi được. Má lường nha chứ. Cho sao lên lên xíu. Mày khùng à. Dẹp đi. Sao? Dẹp đi. Sao dẹp? Dẹp mày hả? À? Ừ. Cởi qua tay ra mới dễ làm. À vô đi. Vô vô vô. Vô. Chào các anh chị em mấy tới nha. Anh chị hả? Ừ. Lâu à. Cuốn lại. Cuốn ăn. Giờ mình cuốn lại để chiên nha các bạn. Mẹ giờ mẹ ở đây cắt nước. Một phần nào mình bên ngược hay là bên này. Quấn cục lại. Không bay. Không nông đường. Cuốn cục như vua nè. Đúng rồi. Bị giả đâu, bị giả. Bị giả đâu. Con sao nó bữa này đi. Mày có con nhỏ nhỏ thôi. Được rồi. Tao thấy trong nó cứ vậy mà. Trong gì? Ừ vậy đúng không? Con nhỏ nhỏ thôi. Từ ngày mày thấy có mà mới đầu cuốn mà biết nó tất cả không? Không học mà sao biết. Mày cứ nghe đâu qua chiên khuyến nồi. Mình chưa rửa tay hay rồi hỏi. Hỏi mày hỏi tao rửa tay chưa? Đấy, bạn ơi khuyên mà đâu. Hỏi đi xong cho quên rửa tay đâu mình chết luôn. Ờ. Nó nói vậy. Wow. Trong YouTube thì nó có nhiều người đâu. Nói chuyện này.
giờ năm tụi mình chiêu dính dữ luôn cái tay nhưng mà một đắp đắp bộ cùng tình giờ mình chưa ngày hay. Em thay áo xong rồi chuẩn bị chơi chơi gì ta ok à rồi rồi diễn cái nào sau sau nhanh chính mày chim khác mày đổ vào đây thì chỉ chơi đi được rồi ít mà xấu cái gì để phóng phóng to lên xem từng cảnh đó, nó sát sát lâu lâu chưa gì chở mày này chỉnh nó nè mày chỉnh nó này vậy chỉnh chưa hay là cho nó vàng tí đi tội chứ anh em chưa đi mang nhiễm từng ngáo này nó hư một mẹ một kia nhìn tới đi nhìn tao đợi cho lên rồi gì cơ chưa tao thấy vàng nè chưa chín mà lấy cái gì đây nhưng nó bột nó ngoài thôi nó chín chưa chín trong mày nói chuyện sau đi chưa chín sao làm được ừ chín rồi mày chín xong được được phải chín chứ mà cứng lắm nha chưa chín cái này giòn lắm nha siêu phê chui đi nó không quay chết đâu trời có ngày nào quay mà quên bắn nút kia không quay chết luôn đó lâu lâu mày phải kiểm tra nó chứ nguy hiểm ủa bồn này chỗ này nó rồi để đi vô rồi bỏ nó miếng bột lên chị thôi đợi đợi đâu nó phình cái gì ghê lắm này con kính này ủa sao mình tụi nó chi nhỏ xíu hay là to vậy? Quá to quá. Cái này là do. Ho tiêu thiếu bánh trái. Thằng Đức mua cái hộp vịt. Hết thôi. Chúng ta mình sẽ đi ngon. Chúng ta mẹ em khổ chứ bộ em khổ nó vẫn đông xì được rồi được này được rồi xì vừa chứ cái đường này chán nhà đấy hả
Rồi, giờ mình dí cái này vô đây nè. Trả lại. Tao cứ dí đây nè. Mày cứ dí cái đoạn thằng Duy nó, thằng Duy nó rinh cái gì ra là mày nói theo. Không, Duy không nói tao luôn. Duy chẳng ở đây đâu. Duy chết nè. Có lắc. Thì vậy. Ừ. Tay này bổn. Mấy thằng tay này vô phải cho nó quay như vậy đúng không? Tay. Rồi. Lưu video đi. A few moments later. Sao có cục chuột quá. Rồi. Trong bé rồi. Sau lúc chiên anh em tụi mình chiên đường dĩa nha các bạn. Giờ anh em tụi mình chuẩn trước. Ăn đi. Mở bạn miếng bánh cho nha. Mời các bạn nha. Rồi bạn. Không biết chiên tròn tròn dài đã. Ngon chưa? Mời các bạn ngon. Thằng nào chiên cái này vậy? Thằng nào chiên cái này? Thằng nào chứ? Bánh nhau kia nó chiên cái bánh tiêu luôn à. Ngon, béo. Ngọt rồi, ít nhau rồi. Béo mệt, cho bạn nhiều béo quá. Thằng nào chiên cái áo. Gái nè. Thằng này, này mặc đồ kia cho bạn rồi. Thì giống như cái gạo. Béo
cái quần này. Trời ơi, cái quần này làm đấy. Xin bỏ quần. Không ai nổi. Thôi tôi ăn đi cuối. Vâng. Ăn sao vậy các bạn? Ăn không nổi các bạn, béo quá. Ngon, béo không? Béo không? Ăn cái vị này là các bạn ơi, cái sầu riêng này sầu riêng vị gì? Vị sầu riêng vị gì? Nó gặm. Nó gặm. Phổ lao. Cái này. Cái này ông này. Nè, họ to lâu đấy, nó chân luôn. Nhưng bánh 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 rán. À. Sầu riêng vị gì? Thằng này nó bị gì? Trời ơi, bị gì? Ngon bạn, nhưng mà nhiều mỡ quá bạn, ăn ngán, béo quá. Và bây giờ mình tới đây kết thúc nha bạn. Hẹn gặp lại nhiều video tiếp theo, tạm biệt các bạn.